Toàn cảnh 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, mỗi tấc đất một cuộc đời. Mẹ kính yêu của con, có lẽ đây là bức thư cuối cùng con gửi về cho mẹ. Khi thư này tới tay mẹ, con đã nằm sâu trong lòng đất thành cổ. Mẹ ơi, khi nước nhà thống nhất, mẹ đón con về nhé. Con nằm cách chân tường thành cổ góc đông nam chỉ 10 mét thôi mẹ ạ. Con đi, mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Đó là một trong muôn vàn bức thư được tìm thấy nơi thành Quảng Trị sau 81 ngày đêm không liệt tột cùng. Tiếng bom đạn không át được tiếng hô vang của những người chiến sĩ đang cầm súng quyết tử cho một tổ quốc quyên sinh. Suốt 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, hàng ngàn người con ưu tú đã ngã xuống, máu xương của các anh đã tan vào đất mẹ, hòa vào trong sóng nước của dòng sông Thạch Hãn. Nhưng cũng nhờ vào sự hy sinh đó mà sau 81 ngày đêm cục diện chiến trường đã thay đổi, đẩy chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của thực dân Mỹ đến bờ vực phá sản, lần nữa đẩy chúng vào bàn đàm phán. Vậy trong video ngày hôm nay, xin mời các anh em cùng ngược dòng lịch sử nhìn lại toàn cảnh cuộc chiến không liệt ngày ấy, đi về nơi được gọi là cối giã thịt người, tìm về một thời hào hùng của dân tộc. Ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương chính thức được ký kết. Theo hiệp định, Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới chia cắt tạm thời. Một phần của Quảng Trị từ sông Bến Hải trở ra được giải phóng. Các huyện từ Gio Linh trở vào Hải Lăng trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. Thị xã Quảng Trị, trong đó có thành cổ Quảng Trị, đã trở thành trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế xã hội. Mỹ Ngụy đã biến thành cổ thành khu quân sự, làm kho tàng quân đội và trung tâm chỉ huy chiến dịch toàn tỉnh, đồng thời mở thêm nhà giam để đàn áp các phong trào cách mạng của ta. Mỹ Ngụy luôn coi tuyến phòng thủ Quảng Trị là con đê ngăn chặn vững chắc nhất ở miền Nam Việt Nam. Chỉ khi chiến dịch Xuân Hè năm 1972 mở ra, sau hai đợt tấn công và nổi dậy mãnh liệt, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5 năm 1972, quân và dân ta đã hợp đồng chặt chẽ, tấn công và nổi dậy, quét sạch hệ thống phòng ngự kiên cố nhất và đập tan bộ máy kìm kẹp tàn bạo của Mỹ Ngụy từ sông Bến Hải đến Mỹ Chánh, từ Khe Xanh đến cửa Việt. Một vùng đất rộng lớn của quê hương được hoàn toàn giải phóng. Còn đê ngăn chặn mà Mỹ xây dựng cũng bị quân giải phóng chọc thủng. Lá cờ chiến thắng của quân ta tung bay trên nóc dinh tỉnh trưởng Ngụy Quyền, báo hiệu toàn tỉnh Quảng Trị được giải phóng. Sau khi để mất Quảng Trị, Tổng thống Mỹ Nixon một mặt ra lệnh cho Tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu phải chiếm lại tỉnh Quảng Trị, một mặt Mỹ hóa trở lại cuộc chiến tranh để cứu vãn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh đang có nguy cơ sụp đổ. Để ngăn chặn quân ta phát triển tiến công vào phía Nam, chính quyền Sài Gòn lập tức tăng quân và hỏa lực, nhanh chóng củng cố tuyến phòng ngự phía Nam sông Mỹ Chánh, đồng thời lập tuyến phòng ngự phía Tây đường 12 để ngăn chặn quân ta tiến công vào Huế nhằm bảo toàn lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc phản công lại ở Quảng Trị. Với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, để chắc thắng, Nguyễn Văn Thiệu đã huy động lực lượng tham gia chiến dịch mạnh nhất. Lực lượng phản công gồm một sư đoàn dù, một sư đoàn lính thủy đánh bộ, một sư đoàn bộ binh, trung đoàn 4 thuộc sư đoàn 2 bộ binh. Tổng lực lượng gồm 13 trung đoàn bộ binh, 17 tiểu đoàn pháo binh, 5 thiết đoàn và nhiều đơn vị công binh, không quân, hải quân của quân khu 1 hỗ trợ. Đặc biệt, Mỹ tăng gấp 2 lần số máy bay ném bom chiến lược B-52, triển khai lại các lực lượng không quân và hải quân chi viện hỏa lực trực tiếp với mật độ cao và cường độ rất lớn cho cuộc phản công. Chính quyền Sài Gòn hy vọng sẽ nhanh chóng chiếm lại thị xã, cắm cờ lên thành cổ trước ngày 10 tháng 7 năm 1972. Đến ngày 27 tháng 6 năm 1972, địch đã chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt cho cuộc tiến công lớn ra vùng giải phóng nhằm chiếm mục tiêu trước mắt là thị xã và thành cổ Quảng Trị. Sau mấy ngày đổ bộ nghi binh, bắn phá dọn đường, sáng sớm ngày 28 tháng 6 năm 1972, từ tuyến xuất phát Đông Mỹ Chánh, bộ binh và xe tăng địch chính thức mở cuộc phản kích mang biệt danh Lam Sơn 72. Chúng kết hợp tiến công đường bộ, đường số 1 và đường số 68, đổ bộ đường không, Nam Sông Nhùng, Cổ Lũng và đường biển Thuận Đầu từ nhiều hướng tiến đánh các chốt của ta trên đường tới thị xã. Với tham vọng và nỗ lực rất lớn của cả Mỹ lẫn quân đội Sài Gòn, mặt trận Quảng Trị, đặc biệt là thị xã, thành cổ Quảng Trị trở thành mục tiêu trọng yếu nhất, nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch trong 81 ngày đêm lịch sử. Về phía ta, để chủ động đối phó cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị, ngày 25 tháng 6 năm 1972, Bộ Tư lệnh B-5 lệnh cho tỉnh đội Quảng Trị khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đánh bại cuộc phản kích lớn của địch. 30 vạn nhân dân phía Nam Quảng Trị lại phải đương đầu với thử thách mới, một thử thách vô cùng quyết liệt. Bộ đội địa phương, du kích vừa phối hợp khẩn trương đưa 8 vạn dân của thị xã và hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng đến các nơi an toàn, vừa tổ chức nhiều đợt tập kích đánh địch ở nhiều hướng. Khắp các xã, phường, phía Nam tỉnh, trên tuyến sông Vĩnh Định, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích nung nấu lời thề, con người con trận địa, quyết tử bảo vệ quê hương,
kiên cường chiến đấu không cho địch tiến vào thị xã. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị bố trí lực lượng tại khu vực thị xã với biên chế đầy đủ cho tiểu đoàn bộ binh 8, tiểu đoàn bộ binh 3, đại đội 32 của thị xã cùng các đơn vị du kích tập trung phối hợp chiến đấu với bộ đội chủ lực bảo vệ địa bàn. Trên hướng đông, tiểu đoàn bộ binh 14 với nhiệm vụ chủ yếu là cùng bộ đội chủ lực chốt giữ khu vực cửa Việt, đồng thời cùng với cán bộ cơ sở vận động tổ chức sơ tán nhân dân về phía sau, kể cả địch tràn qua, chuẩn bị mặt trận sau lưng địch. Tiểu đoàn 10 đặc công và các đại đội bộ đội địa phương của hai huyện Thiệu Phong và Hải Lăng cùng các đội du kích bám trụ thôn xã, sẵn sàng tập kích đánh vào hậu phương địch. Cuộc đánh trả địch phản công của quân và dân Quảng Trị cùng với bộ đội chủ lực trên mặt trận Quảng Trị quyết liệt ngay từ những ngày đầu. Sau 20 ngày tiến công vào thị xã, địch chỉ lấn thêm đến làng Chi Biêu, làng Cổ Thành và khu vực chợ Sãi. Mọi cuộc tấn công ồ ạt của quân địch đều bị chặn lại trước những chốt thép kiên cường của quân ta. Trong suốt thời gian từ ngày 4 tháng 7 năm 1972 đến ngày 27 tháng 7 năm 1972, địch đã nhiều lần tấn công vào các trận địa của ta nhưng đều bị ta đánh trả quyết liệt. Tiểu đoàn 14 của tỉnh phối hợp với du kích tại chỗ đánh địch ở các tuyến, các làng Cu Hoan, Trà Trì, Trà Lộc. Ngày 22 tháng 7 năm 1972, địch đổ bộ bằng trực thăng xuống bắc sông Vĩnh Định đã bị lực lượng vũ trang tỉnh cùng với bộ đội chủ lực đánh thiệt hại nặng. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt và hy sinh, các chiến sĩ của ta đã chiến đấu kiên cường. Chỉ trong vòng từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 1972, các đơn vị chốt giữ thị xã và thành cổ đã đánh thiệt hại nặng lữ đoàn dù 2 và hai tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, buộc xu đoàn dù đã bị thương vong gần 5.000 tên phải lùi về phía sau củng cố. Ở phía nam tỉnh, trong vùng địch tràn qua, chiến tranh du kích lan rộng, lực lượng vũ trang tỉnh mở những trận đánh táo bạo ở Hội Yên, Gia Đẳng, tiểu đoàn 10, ở Trà Trì, Trà Lộc, tiểu đoàn 14 đánh sập cầu Hội Yên, Ngô Xá Đông, cầu Ba Bến trên tỉnh lộ 68, đại đội 24 công binh, du kích Triệu Sơn, Triệu Trạch, Triệu Thượng tập kích địch bằng súng bộ binh trông bẫy. Bước sang tháng 8, cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch ở khu vực thị xã và thành cổ ngày càng diễn ra ở mức độ cao hơn. Sau khi chiếm được một số địa bàn có lợi, địch chuyển sang tấn công vào thị xã. Với ý chí còn người còn trận địa, Ca Ba Tam Đảo còn, thành cổ Quảng Trị còn, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 8 chốt giữ trong thành đã đánh bật nhiều đợt phản kích của địch. Nhiều tên liều chết tìm cách leo lên bờ thành cắm cờ liền bị trung đội trưởng Hán Duy Long, tiểu đoàn 3 và đồng đội tiêu diệt. Để giữ được thành cổ, chiến sĩ ta đã phải sử dụng chiến thuật phối hợp hỏa lực và vận động, dùng pháo binh, xe tăng dẫn đầu đánh tan những vị trí địch yếu kém. Các dàn súng phòng không cơ động ngăn không cho máy bay đến đúng tầm có thể yểm trợ, nhờ đó xe tăng ào tới chiếm các mục tiêu của địch. Nhằm hỗ trợ cho tinh thần quân ngụy, ngoài máy bay chiến thuật, chiến lược oanh tạc theo yêu cầu của bộ binh ở Tiền Duyên, Mỹ còn cho pháo hạm, pháo mặt đất tầm xa bắn tới 2 vạn viên đạn suốt một ngày. Với chiến thuật chậm chắc, mỗi khi gặp quân ta, địch dừng lại, gọi bom, pháo đánh rồi mới tổ chức tấn công tiếp. Do hỏa lực của địch quá mạnh, phòng tuyến vòng ngoài của ta bị vỡ dần. Từ đầu tháng 9, cuộc chiến đấu đã diễn ra vô cùng ác liệt trong lòng thị xã và thành cổ Quảng Trị. Ta và địch giành nhau từng căn nhà, góc phố, từng mảng tường thành cổ. Thời tiết lúc này không thuận lợi, áp thấp nhiệt đới liên tục xảy ra, nước sông Thạch Hãn dâng cao, cả thị xã chìm trong biển nước. Lợi dụng tình hình đó, địch tăng cường bắn phá vào công sự của ta. Các chiến sĩ của ta vừa thay nhau tát nước chống ngập công sự, vừa chống trả địch, suốt ngày ngâm mình trong nước, ăn lương khô, uống nước lã nên sức khỏe giảm sút, thương vong rất lớn, có ngày trên 100 người. Trước tình thế đó, quân ta được lệnh rút lui sang sông Thạch Hãn vào 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 1972. Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 được ví như một túi bom. Trung bình mỗi ngày địch huy động 150 đến 170 lần máy bay phản lực, 70 đến 90 lần chiếc B-52 để ném bom hủy diệt thị xã và thành cổ Quảng Trị. Với diện tích chưa đầy 3 cây số vuông, trong 81 ngày đêm, thị xã và thành cổ Quảng Trị phải gánh chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ của ta phải gánh chịu 100 tấn bom, 200 quả đạn pháo. Báo chí phương Tây thời đó bình luận tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Có ngày số bom Mỹ ném ở Quảng Trị vượt xa số bom Mỹ ném trên toàn miền Nam trong các năm từ 1968 đến 1969. Dữ dội nhất là ngày 25 tháng 7, thị xã phải chịu 35.000 quả đạn pháo của Mỹ, chưa kể bom từ máy bay. Với việc huy động một số lượng bom đạn khổng lồ, quân Mỹ hoàn toàn có ưu thế áp đảo về hỏa lực. Dưới mưa bom bão đạn khốc liệt của kẻ thù, các đơn vị bộ đội của ta đã chiến đấu vô cùng dũng cảm, kiên cường bám trụ, chốt giữ, giành giật với địch từng mét chiến hào, từng đống đổ nát, mưu trí, linh hoạt, phát hiện và tiêu diệt nhiều sinh lực địch,
thậm chí tiêu diệt cả những bộ phận nhỏ lẻ bí mật lẻn vào bằng đường hầm hòng cắm cờ trên thành cổ. Qua gần 3 tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường, các lực lượng đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được giao, làm thất bại ý đồ nhanh chóng tái chiếm thành cổ của Mỹ Ngụy, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh chính trị ngoại giao. Dù trên mình mang đầy thương tích, nhưng những chiến sĩ, những anh hùng cách mạng vẫn chiến đấu ngoan cường, quyết không rời trận địa, quyết bảo vệ trận địa đến hơi thở cuối cùng. Báo Quân đội Nhân dân ra ngày 9 tháng 8 năm 1972 đã viết: "Mỗi mét vuông đất mà các chiến sĩ ta giành được ở thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu. Trong 81 ngày đêm ấy, hàng ngàn chiến sĩ hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều. Xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Hàng vạn các chiến sĩ bất chấp hiểm nguy vượt con sông Thạch Hãn, vượt qua mưa bom bão đạn, chỉ một mực tiến đến giữ được thành cổ Quảng Trị, để rồi hết lớp người này đến lớp người khác ngã xuống, thân thể hòa vào lòng sông Thạch Hãn, mãi mãi hy sinh ở tuổi đôi mươi." Sau này, cựu chiến binh Lê Bá Dương, ngày hòa bình trở về chất đầy một thuyền hoa huệ trắng thả xuống sông viếng bạn bè, và từ tim anh những câu thơ yêu thương ưa máu dành cho đồng đội: "Đò xuôi Thạch Hãn xin chào nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm." Cuộc chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị kéo dài 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, gắn với dòng sông Thạch Hãn đầy bi tráng, đã đi vào lịch sử như bản hùng ca bất tử, lay động lưng chi loài người, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi khắc ghi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc đọ sức quyết liệt giữa ta và địch ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Chiến dịch, cùng với tinh thần chiến đấu hy sinh dũng cảm, quên mình và cách đánh sáng tạo của cán bộ chiến sĩ, thành cổ không những đã đứng vững dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, mà còn đẩy Mỹ mắc sai lầm tiếp theo là mở cuộc tập kích đường không bằng máy bay chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, kết cục là phải chuốc lấy thất bại thảm hại. Thắng lợi chiến dịch Xuân Hè năm 1972 giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu ngoan cường 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ đã trở thành vấn đề chính trị trung tâm, làm lung lay cả nước Mỹ, dập tắt ý đồ leo thang chiến tranh của các thế lực hiếu chiến, góp phần buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và ký kết Hiệp định Paris. Đây là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần quyết định làm chuyển biến mạnh mẽ thế bố trí chiến lược giữa ta và địch, tạo tương quan lực lượng có lợi cho ta, phát huy sức mạnh tổng hợp để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão thần tốc, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trên báo Quân đội Nhân dân số ra ngày 9 tháng 8 năm 1972 đã viết: "Mỗi mét vuông đất tại thành cổ Quảng Trị là một mét máu, và sự hy sinh của các anh đã trở thành bất tử." Trong 81 ngày đêm, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328.000 tấn bom đạn. Trung bình mỗi chiến sĩ phải hứng lấy 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày có một đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót. Trong những ngày đó, quân và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, ác liệt, mưa lũ triền miên để bám trụ và chiến đấu với các đối tượng sưng sỏ, thiện chiến của quân ngụy Sài Gòn, với sự yểm trợ hỏa lực chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Đông Dương. Một tờ báo của Mỹ đã viết: "Kỷ luật, lý tưởng và tinh thần coi thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà khiến các chiến sĩ Việt Cộng vẫn xông lên dưới mưa bom B-52. Không có một nhà phân tích nào ở Mỹ đi đến một giải nghĩa đầy đủ. Sau này, nhiều nhà nghiên cứu nghệ thuật quân sự đã đặt vấn đề, không hiểu sức mạnh nào đã khiến cho hàng vạn người lính, bất chấp hiểm nguy của mưa bom bão đạn, sẵn sàng vượt sông bảo vệ thành cổ mà không tiếc thân mình. Điều này được những cựu chiến binh năm xưa lý giải, đó là lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Khi lòng yêu nước đã lên đến tột cùng thì cái chết cũng nhẹ nhàng như hòa mình vào dòng nước chảy." Cuộc chiến đấu ở đây đã diễn ra như một huyền thoại, và cách đánh cũng vượt ra khỏi những quy ước thông thường. Không kể bộ binh hay công binh, thông tin, quân y đều cầm súng bắn trả địch. Cuộc chiến đấu anh hùng 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị kết thúc, ghi dấu sức mạnh kiên cường, ý chí bền bỉ, mạnh mẽ của quân và dân ta. Những người lính thành cổ, đa số tuổi đời còn rất trẻ, đã lấy gan vàng chọi với sắt thép để tạc nên một tượng đài sừng sững với khát vọng độc lập, thống nhất về lương tri và phẩm giá con người trước vận mệnh đất nước. Có thể nói rằng, cuộc chiến 81 ngày đêm chốt giữ thành cổ Quảng Trị là một khúc tráng ca của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam được viết bằng máu. Có biết bao chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống, mà nhiều người trong số họ thân xác vĩnh viễn tan hòa vào đất đai cây cỏ. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị đã góp phần tạo nên bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ phải nối lại đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, góp phần tạo tiền đề để quân và dân ta mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, thực hiện trọn vẹn di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cho Bắc Nam sum họp một nhà, Tổ quốc Việt Nam thống nhất. 50 năm đã trôi qua, khúc tráng ca của 81 ngày đêm lịch sử đã lùi xa, những dấu tích về trận đánh không còn nhiều, các nhân chứng sống dần một ít đi, nhưng mảnh đất năm xưa, con người năm ấy mãi mãi được khắc ghi như một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ngược dòng lịch sử trong hành trình này. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá và chia sẻ những câu chuyện lịch sử hấp dẫn và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại!